Xin chào khán giả của kênh YouTube Bóng Đá Plus. Vâng, thưa các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại sân bóng của xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng. Và đứng cạnh tôi chính là chú Nguyễn Văn Vượt, là bố của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, một trong cầu thủ đang thể hiện phong độ rất cao trong áo tuyển U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á. Và trên sân bóng huyền thoại này, đây chính là nơi mà Quốc Việt đã có những bước đi chậm trước đầu đời trong quá trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng có những câu chuyện chia sẻ với chú Vượt để tìm hiểu xem là Quốc Việt đã đến với bóng đá như thế nào các bạn nhé. Vâng, và đầu tiên cháu muốn hỏi chú là chú thể giới thiệu, đây chính là nơi mà Quốc Việt đã trưởng thành. Vậy thì chú thể cho cháu biết là khi mà Việt tiếp xúc trái bóng thì ở đây đã ghi những dấu ấn như thế nào trong cái vai trò của sự nghiệp của Việt ạ? Đây là sân bóng xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây chính là cái nơi đầu tiên, những cuộc chạy đầu tiên của Việt từ nhỏ, và cũng là cái chỗ mà tôi cũng thường sinh hoạt câu lạc bộ của xã nhà. Đấy, chính cái nhân nhóm đó thì Việt chơi ở những cái sân này từ thuở nhỏ, và cũng từ đó là phát hiện ra những cái mà tố chất bắt đầu là từ thuở còn nhỏ. Và hiện giờ thì mình cũng đang thấy là Việt đang có một cái hồi tưởng nào đó ở cái sân này không? Thì bây giờ bóng đá đến làm như thế này chắc là không biết. Cháu được biết chú cũng là một người rất đam mê bóng đá, và chú cũng đã từng có một số công tác quản lý về bóng đá rồi. Vậy thì đây cũng phải một trong những cái nguyên nhân hay khiến cho Việt có cái gọi là cái thúc đẩy cái sự đam mê của Việt với trái bóng tròn không ạ? Mình cũng chơi bóng đá phổi rồi là chơi bóng đá phong trào của địa phương, thì cái yếu tố đó thì là liên quan đến nhiều, thì tôi ra sân cái là Việt cũng theo. Thế thì cái ảnh hưởng đó thì nó cuốn hút theo cái thời gian, thì cũng như là cái thời thơ ấu, thì cứ mỗi lần như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều, với lại một cầu thủ hãng còn véo von như này. Thế thì từ đó cho nên là tôi thấy là mọi chuyện bắt đầu là của Việt đấy, là biết chơi bóng rồi, cũng như là có kỹ năng của cầu thủ. Vậy thì khi mà bắt đầu tập làm quen với trái bóng thì vị trí của Việt có phải là trí tiền đạo như vậy không, hay là lúc đầu là Việt chơi ở một vị trí khác ạ? Đúng rồi, Việt chơi đúng tiền đạo. Bởi vì Việt rất thích sút bóng, biết sút bóng thì bắt đầu là mình cũng dạy mấy cái cơ bản rồi, các anh trên sân bóng rồi là cũng tiếp xúc với bóng nhiều, rồi dạy cái cơ bản của cầu thủ biết đá, biết sút rồi đây, chạy như thế nào đó. Có lẽ cũng có một số người cũng chưa biết được câu chuyện là dù Việt là một người sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, tuy nhiên thì khi bắt đầu với con đường bóng đá thì Việt cũng đã từng khoác áo đội trẻ của Hải Dương. Vậy thì chú có thể kể lại cái giai đoạn mà khi Việt đến với bóng đá Hải Dương như nào? Cái năm mà lúc Việt 10 tuổi đấy là bóng đá Việt theo có xuống làm cái tuyển chọn chắp cánh ước mơ, thì Việt được đỗ vào bóng đá Viettel. Thì sau đó là quá trình Viettel chuyển giao xuống vệ tinh ở Hải Dương, lứa U11 ấy, thì Việt đá ở Hải Dương. Thì sau đó thì lại Việt lại lên trung tâm Viettel tập luyện. Thì trong quá trình đấy thì hơn một năm sau thì Viettel có sàng lọc, thì Việt bắt đầu rời bỏ Viettel đi, và tôi cho Việt vào trong Hoàng Gia Lai tuyển chọn. Thì đúng lúc mà Việt vào trong đó thì là được các thầy ở trong Gia Lai cũng như ban huấn luyện người ta chấp thuận, và coi như là Việt đã đỗ ở trong Gia Lai đó. Thì sau này thì câu chuyện mà Việt đến Học viện Hoàng Gia Lai và gia nhập Lutti Food rồi quay trở lại Hoàng Gia Lai thì trên báo chí thì các bạn chắc khán giả cũng đã biết nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ cháu chỉ muốn hỏi chú là vậy thì với những tức là với cái giai đoạn trưởng thành của Việt, thì chú có một cái kỷ niệm hay có một câu chuyện nào mà thú vị về Việt có thể chia sẻ với các bạn khán giả của kênh YouTube Bóng Đá Plus được không ạ? Cái giai đoạn mà Việt ở trong Hoàng Gia Lai và chuyển sang Lutti Food ấy, thì là giữa Hoàng Anh Gia Lai và Lutti Food đã có cái giáo trình của GMG. Thì đến lúc mà
chuyển giao sang Gia Lai sang Lutin là một ấy, thì Việt sang Lutin Food là cái đấy giữa ký kết ở Gia Lai và Lutin Food là cái đấy mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là Việt sang khoác áo cho Lutin Food là trong trạng thái là chuyển giao hết hợp đồng của Gia Lai với GMG và Việt sang Luti. Thì quá trình ở bên Luti thì tập luyện thì cùng với lại các bạn ở bên đó thì nó có một chút khập khiễng là so với bên Gia Lai và bên Luti là chưa mới sang nó hơi khó khăn cái vấn đề đó, thì một thời gian sau thì thấy Việt cũng thấy ổn, thì đây cũng hòa hợp với lại các bạn ở bên Luti cũng rất là nhanh. Rồi một hai giải đấu ở bên Nuti là Việt thi đấu cũng là khá thành công với lại cùng với các bạn ở thi đấu. Vâng, vậy thì trở lại với hiện tại thì sau những màn trình diễn của con trai mình ở cũng với Việt Nam ở cũng kết với châu Á, thì với cá nhân chủ thì chủ có những cảm xúc gì không ạ? Với hiện tại thì U20 Việt Nam thì những gì Việt đang thể hiện là mình thấy là rất tốt với lại cùng với lại các bạn ở U20. Nhưng mà cũng phải nói khen cho thuyền trưởng U20 Việt Nam là bác Tuấn đang rất là mát tay. Đấy. Các bạn và các con đang thi đấu rất tốt ở dưới cái sự dẫn dắt của bác ấy. Cũng mong là trận đấu chiều ngày hôm nay nên là tuyển U20 Việt Nam mình sẽ có một cái kết quả rất là tốt. Mang cho cái tinh thần fan hâm mộ nước nhà mình. Cháu hỏi chút là vậy thì sau những trận đấu thành công vừa qua thì không biết là sau khi kết thúc trận đấu thì Việt có gọi điện về gia đình để có thể tâm sự chuyện gì không ạ? Cái này thì còn hạn chế trên điện thoại, thì cũng chỉ nhắn tin chúc mừng con và con cũng đáp trả lại vâng con cảm ơn gia đình, cũng còn chưa nói trực tiếp bởi vì là Việt không có cái quỹ thời gian nhiều để mình nói chuyện như thế, mình cũng nên hạn chế trong cái vấn đề. Nói chung là mình cũng đã gửi lời chúc mừng mà con cũng đáp trả, cũng nhắn vài tin chứ chưa gọi trực tiếp. Hy vọng thì Việt cũng sẽ có một cái giải đấu thành công chứ U20 để làm bàn đạp cho tương lai. Còn hiện tại còn sau giải đấu này thì Việt cũng sẽ quay trở lại với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, thì cháu được biết là cũng thời điểm mà sau khi mà mùa giải này thì Quốc Việt cũng đã được rất nhiều sự lựa chọn, tức là nhiều lời chào mời của nhiều câu lạc bộ ở V-League. Tuy nhiên thì Việt đã ở lại với, tức là đồng ý về Gia Lai. Cá nhân chú thì chú nghĩ điều này như thế nào, và liệu là Việt dưới bàn tay của đội viên kia sát cũng là một tiền đạo lừng danh bóng đá Đông Nam Á, thì chú có kỳ vọng gì về điều này không ạ? Cái thứ nhất là cái hợp đồng với là chuyên nghiệp với Hoàng Gia Lai thì có những câu lạc bộ ở bên ngoài người ta mời chào, thì cái đấy là mình cũng chỉ nghe cái thông tin, và hai là thực sự là mình cũng rất muốn khi mà ký Hoàng Gia Lai là muốn Việt là đá cho câu lạc bộ, thứ nhất là câu lạc bộ mà đã nuôi dưỡng đôi chân của mình cũng muốn là làm sao là phục vụ cho khán giả cũng như câu lạc bộ tốt. Còn dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên kia cái sắc này, tôi tin rằng là anh sắc này là huấn luyện viên giỏi, và một câu lạc bộ lớn như Hoàng Gia Lai chắc chắn là Việt sẽ có cơ hội, rất nhiều cơ hội để tỏa sáng cùng câu lạc bộ. Vâng, và thưa các bạn, thì thông qua chia sẻ vừa rồi tuy nó không dài nhưng mà mình nghĩ là cơ bản cũng đã giúp các bạn hiểu thêm được một số câu chuyện của Quốc Việt, cũng như là có những cái chia sẻ rất là chân thật của bác Vượt, để chúng ta hiểu thêm được về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ quê Hải Phòng. Và hy vọng là ở giải đấu U20 này, không chỉ giải U20 này và ở những giải đấu khác, có thể là SEA Games được quốc gia, và khi trở lại câu lạc bộ, Quốc Việt sẽ tiếp tục mang một cái tinh thần của người có đất cả, chiến đấu bất khuất để có thể mang đến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp cống hiến cho khán giả Việt Nam. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo trên kênh YouTube Bóng Đá Plus. Xin chào các bạn.